âm thanh bất đắc dĩ. Những chi tiết chính trong bộ phim âm thanh bất đắc dĩ mà quý vị và các bạn sắp xem đều có thật. Làng Cupertino nước Ý năm 1623. Đợi nó đỏ lên rồi nhúng vào nước nhé. Chú xe, cầm lại đây dùng tớ với có được không? Chú xe, tại sao lại để họ đối xử với con như thế? Sợ biết là không sao rồi. Lúc nào con cũng cứ nói là chẳng sao đâu. Cái gì con cũng coi như trò đùa. Học hành cũng là chuyện trò đùa. Cuộc sống cũng là chuyện trò đùa. Chú xe, năm nay con 20 tuổi rồi đấy, chứ còn trẻ trung gì đâu. Chú ơi, không biết ngày mai con sẽ như thế nào đấy hả? Chú xe, sao thấy không, sao không chịu nổi nữa rồi? Sơ phải nói chuyện này với bố con mới được. Ồ, đừng sơ, sơ biết ông ấy đang bận. Rồi con với sơ sẽ tới chỗ ông ấy làm đi. Ra ngoài đi. Ra đi. Nào ra đi. Lạy Chúa, xin cất con về đi, cho con chết đi. Trong nhà có hai người đàn ông mà tôi phải làm hết mọi việc thế này. Chết rồi, lẽ ra bố phải sửa cái đó rồi. Thế nhưng bố lại phải làm những chuyện quan trọng khác hơn. Con đưa cái này cho mẹ con. Thì tốt hơn bố phải ra ngoài nhà thờ gặp một người ngoài đó. Mẹ ơi, đi vắt sữa dê đi, cho bầy gà ăn, rồi dọn sạch nhà cửa. Cái gì đây? Cái bằng của con. Bằng à? Tốt nghiệp tháng 4. Mày, cái thằng to đầu nhất lớp. Ai bảo con đưa cái này lại đây? À, mẹ biết rồi. Ông ấy đâu rồi? Tôi có cái bằng đặc biệt cho ông đây này. Tôi muốn ông tốt nghiệp sửa mái nhà cái kia. Giuse, con nghĩ là mẹ hy sinh cho con đi học bao nhiêu năm nay là để lấy cái miếng giấy lộn này hay sao? Con nghĩ là mẹ không thích tủi hổ khi con một người lớn như thế lại đi học với mấy đứa bé ranh à?
bằng con người ta đã đi làm cả rồi đấy. Thế mà ngày nào mẹ cũng phải dẫn con lại tới gửi nơi nhà trẻ của sơ. Bây giờ mẹ dùng con vào việc gì đây? Thế con nghĩ mình làm được cái gì đây? Con sẽ làm việc làm thợ mộc như bố chẳng hạn. Thợ mộc à? Cả 3 tháng nay ông ấy chưa đóng được một cái đinh đấy. Nếu con biết làm thợ mộc, đóng giày hay là làm thợ rèn thì mẹ sẽ là người hạnh phúc nhất trên trần đời đấy. Nhưng con không làm được đâu Giuse ạ. Con không làm được, con có hiểu không? Việc của con kia kìa, con sẽ giống như mẹ là một nông dân suốt ngày lo việc đồng áng. Đừng trèo cao thì đỡ ngã đau con ạ. Thôi, bây giờ đi rỡ củi cho con lừa Nino đi con. Nino. Nino. Mày nhìn này. Bằng của tao đây này. Thế là tao khỏi phải đi học nữa. Tao bắt đầu đi làm rồi đây này. Này, Giuse, mày hát suốt ngày à? Hả? Tao bỏ ra 50 đồng mỗi ngày để thuê mày hát đấy à? Nhìn kia. Xem này. Cái này này. Đầu mày lắm sạn quá. Tới kia. Đồ ngốc, đồ ngu, đồ đần, xem những gì mày đã làm nữa kìa. Vườn nho của tao, tao giết mày. Giuse. Cuối cùng thì viên trưởng ấn đã tới thanh lý nhà mình để trừ khoản bố thiếu nợ họ. Bá tước Marco đấy. Bá tước à? Tới đây, ông ấy mà tới nhà mình, con điên rồi sao? Con đã làm hư vườn nho của ông ấy. Giuse. Giuse. Con trai của mẹ có đây không? Xém nữa thì bố quên mất. Bố phải ra nhà thờ để gặp một người. Giuse. Giuse. Mọi người đang đợi con. Con làm sao thế này? Ồ, con lại bị nữa rồi. Sao lại vào lúc này? Bà tướng Marco có tới đây không hả mẹ? Bà tướng Marco à? Đời nào ông ấy lại thèm đến nhà mình. Thôi vào đi con.
con không nhận ra bác có phải không? Làm sao mà nhận nổi? Lần cuối cùng gặp con là khi bác ấm ngửa con trong lòng để rửa tội cho con. Bác Joan đấy, cha Gabriel Joan. Bác đã được chỉ định làm cha bề trên cộng đoàn ở Martina. Còn đây là cha Raspi. Còn đây là Giuse, cháu gọi tôi bằng bác. Cháu gia nhập hội lễ sinh ở nhà thờ xứ. Ôi xin mời ngồi, xin mời ngồi. Con ơi, đi rót rượu mời khách đi con. Đem phô mai ra. Lấy thêm phô mai ra đi. Nào. Dạ xin mời ăn uống. Cứ coi như đây là nhà của hai cha. Đủ rồi, cảm ơn. Xin cha, thưa cha Raspi, cháu nó không quen. Xin cha miễn chấp cho. Cũng tại chẳng bao giờ căn nhà tồi tàn này được tiếp đón thượng khách như thế này. Ông anh của con là một hoàng tử trong giáo hội. Con xin cảm tạ Chúa đã đáp lời cầu xin của một mụ đàn bà thấp hèn. Francesca, thôi đi em, anh chỉ là tiến sĩ trong hội dòng. Anh vừa từ Roma trở về, ở đó các giám mục chẳng khác gì những người thường. Anh đừng quá khiêm tốn. Giuse tính tình cũng giống y như bác nó. Cần cù, chân thực và thông minh. Anh cứ hỏi xem, cái gì cháu nó cũng biết. Con em là học sinh thông minh nhất ở vùng Cupertino này đấy. 3 tháng trước, tiến sĩ Hades đã cấp bằng tốt nghiệp cho nó. Các cha có muốn xem bằng tốt nghiệp của cháu không? Ồ, không cần Francesca, anh tin em mà. Còn chắc cậu ta không hợp với đời sống tu viện đâu. Sao cha lại nói thế? Anh nói dùm em đi, cho cháu nó một cơ hội đi. Có lẽ em gái của tôi nói đúng đấy. Đây là chuyện nghiêm trọng, mình đừng có vội mà. Này Giuse, Giuse, Giuse đâu? Vào đây đi con. Giuse, vào đây. Ngồi xuống đi con, ngồi xuống. Con có bao giờ muốn đi tu chưa? Làm cha đó. Trong dòng chúng tôi còn một bậc khác, Francesca, bậc trợ sĩ. Chúng tôi có thể tiếp nhận một người làm thợ mộc, thợ hồ, một người làm vườn, một nhà nông, làm bất cứ nghề gì, nếu là phục vụ Đức Kitô. Bác chắc chắn có thể kiếm cho con một chỗ ở trong thư viện Martina. Dạ đồng ý chứ. Cứ để cậu nhỏ tự quyết định lấy. Thằng ngu, mày muốn gì? Lúc nào cũng bám vào một váy mẹ, suốt ngày quần quật ngoài đồng, tối về ngủ như con heo ấy à? Phải mày muốn thế không? Mất hết việc này tới việc khác theo gương cái thằng bố nghiện ngập của mày đấy hả? Chẳng lạ gì chúng nó gọi mày là thằng đầu bò vì mày ngu như bò ấy. Con người thánh thiện này được Chúa gửi đến để tạo cơ hội cho mày đổi đời, thế mà mày lại không muốn nữa. Tại sao? Tại sao vậy hả con? Mẹ biết mà. Mẹ biết con không biết làm thợ mộc, thợ nề thì ít ra con phải cố chứ. Con cố mà, nhưng con đã cố hết sức rồi. Thưa bà, chính Giuse đã nhận ra những giới hạn của cháu. Cuộc sống tu chỉ cực, cực lắm. Kỷ luật thì nghiêm khắc lắm. Nhưng thưa cha, Francesca em ạ, chính Giuse phải tự quyết định và cháu nó đã quyết định rồi đấy. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ô! Giuse, Giuse, con tội sao vậy mẹ? Mẹ bị tim. Mẹ không muốn nói ra làm con lo. Nhưng mẹ thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Giuse, không biết mẹ chết rồi con sẽ ra sao? Ai sẽ là người lo cho con đây? Mẹ ơi, đừng lo, con sẽ có cách. Đúng, mẹ biết rồi, con tự lo được mà. Con hãy theo bác con về nhà dòng đi, để sống cuộc đời thánh thiện. Đấy là những gì lúc nào mẹ cũng tha thiết cầu xin Chúa, để người thương đến con, bảo vệ cho con khỏi cái thế gian tội lỗi này. Hãy hứa đi Giuse, con xin hứa, con sẽ làm bất cứ cái gì. Con sẽ làm bất cứ điều gì mẹ ạ. Này bà Francesca, có lẽ tốt hơn bà nên nghỉ đi. Tôi đâu có cần nghỉ. Chúng ta phải ăn, phải uống, phải nâng ly, vì hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời của con. Nào mau đi bắt gà đi con. Em gái của cha đúng là người siêu phàm. Nếu là đàn ông, chắc bà ta phải làm tới giám mục, tới giáo hoàng kia đấy. Này, thế anh chưa hay báo cho anh à? Hôm nay đi ra ngoài để khất thực đấy. Cha Raspi đang đợi anh đấy. Cha ấy đâu rồi? Ở ngoài cổng. Lòng nhân từ và đức bác ái là hai nhân đức lớn lao, thưa thầy Giuse, nhưng tôi vẫn thích tính đúng giờ hơn. Vâng, thưa anh em, đã tới giờ rồi. Tôi đã thông báo với anh em là hôm nay anh em sẽ có một kinh nghiệm thiêng liêng mới. Anh em sẽ xuống làng dưới kia và ăn xin. Tôi có cảm giác có người vẫn nghi ngờ. Anh em hầu hết thuộc các gia đình nề nếp. Nếu có nghi ngại thì đó cũng là chuyện tự nhiên thôi. Đi ăn xin có phải là chuyện hợp pháp không? Ừ. Đứng trên bình diện siêu nhiên, việc đó có mưu ích gì cho phần rỗi không? Rất may mắn cho chúng ta là Thánh Phanxicô đã có câu trả lời. Có. Và Ngài dạy chúng ta rằng việc đó thực sự là hợp pháp, thiêng liêng và bổ ích. Khi ta đi khất thực về cho tu viện để thực thi đức khiêm nhường, đồng thời đó cũng là linh dược nhằm chữa tính ham sự phù vân. Lòng ham mê phù vân độc hại. Anh em hãy đi xin cho đầy thúng. Xin Chúa ở cùng anh em. À, còn một chuyện này. Chúng ta đã có vườn ở nhà rồi, nên xin đừng lấy rau. Xin Chúa chúc lành cho ông bạn. Xin bố thí cho Thánh Phanxicô. Xin bố thí cho Thánh Phanxicô. Xin bố thí cho Thánh Phanxicô.
Ê, mấy bà xem cái này đi này. Ê, để yên đi. Ê, đừng có đụng vào, cái đó là của nhà dòng. Ê, bỏ ra đi. Ê, bỏ ra, đi đi. Ê, đánh chết đủ rồi, mình đi thôi. Ê, còn cái mũ này, thôi trả cho nó đi. Lắm anh em, tốt lắm, rất mừng tới tinh thần bác ái Kitô hữu được thể hiện một cách quảng đại. Thưa cha Raspi, con thấy thật sự là bây giờ anh em đã biết đức khiêm nhường đích thực là gì rồi. Hãy tạ ơn Chúa, đưa đồ ăn này cho Lê Xê để dọn ăn chung đi. Áo dòng đâu rồi? Dép đâu rồi? Con lừa đâu rồi? Có chuyện gì vậy? Ô, lạy Chúa lòng lành. Con xin thưa với cha, người này đã làm đảo lộn cả tu viện lên đấy. Phải gửi anh ta về với mẹ anh ta thôi. Tôi xin cha, xin cha hãy kiên nhẫn thêm chút nữa. Cha không thấy sao? Anh ta đã thoát được bọn trẻ ngoài đường phố Lê Xê. Điều quan trọng nhất là nó vẫn còn sống trở về. Dòng chúng ta đã khất thực ở đường phố Lê Xê được 300 năm rồi đấy thưa cha. Chúng ta luôn luôn được đón mừng và tôn trọng. Thế thì tại sao chứ sẽ lại không được thế? Bởi vì anh ta là một thằng ngốc. Nếu không thế thì cha giải thích sự việc mình như thế nào? Đâu rồi? Cái gì? Anh đã bán con lừa phải không? Không, tôi đâu có bán. Anh bán dưới phố Lê Xê mà. Anh làm gì bằng cái tiền đó? Tôi không biết, tôi đã nói với anh là tôi không biết số phận con lừa đó ra sao. Anh đi xưng tội chưa? Rồi. Sáng nay, anh xưng với ai? Chắc không phải là cha Raspi không? Không, đúng rồi. Vì ngài sẽ chẳng bao giờ tha tội cho anh đâu.
Anh là thằng ngốc, anh biết chứ? Ai cũng nói thế cả. Tôi thì bị cái biếu ở vai, còn anh thì bị cái biếu trên đầu. Anh không đáng làm việc ở đây. Anh không đáng làm ở bất cứ chỗ nào, rồi trong bếp, ngoài vườn, trong cái hành lang bóng này. Duy nhất anh chỉ xứng với cái chuồng bò mà thôi. Tôi rất thích xứng chuồng bò. Tôi thấy nó mới tuyệt làm sao. Anh thật là ngu ngốc. Để tôi nói với bác anh, tôi sẽ làm việc ở trên này, còn anh sẽ xuống làm việc ở chuồng bò. Anh chỉ xứng ở cái nơi đó mà thôi. Nhìn kìa, có một tổ chim sẻ. Anh đừng bám tay vào tượng đó. Tượng đứng ở đây 200 năm rồi đấy. Xem đi này. Chúa ơi, bỏ nó xuống đi. Nó còn bé quá, nó chưa biết bay. Tôi chắc Đức Mẹ cũng thông cảm đấy. Xe mau lên đây ngay. Mời vào. Thơ của cha, thư cha Doan. Xin cảm ơn thầy. Vào đi du xe. Bác vừa nhận được lá thư này. Thơ mẹ cháu viết. Mẹ cháu cần cháu. Bố cháu vừa mất đêm qua. Thế là bố con đi rồi. Tuy nhiều lỗi lầm, căn bản bố con vẫn là người tốt. Chắc con không biết đâu, Giuse. Bố con thương con hơn là thương mẹ.
mẹ phải nói thật lòng rằng cuộc sống của mẹ bây giờ dễ dàng hơn. Cha con là một người rất dễ thương. Thế nhưng sống với ông ấy không dễ đâu. Trong đời có những lúc sống thì quan trọng hơn là yêu rất nhiều. Khi bố con còn sống, đêm nào ông ấy ở nhà mẹ chẳng sao ngủ được. Bây giờ thì khác. Bây giờ chỉ còn hai mẹ con mình. Thế ở Martina con sống thoải mái chứ? Dạ. Con trai mẹ mặc áo ròng coi đẹp thật đấy. Cái bọn tiện dân ở đây, hôm nay chúng mới mở mắt ra đấy. Lâu rồi, nhiều năm rồi. Bọn chúng nói thế nào sau này con cũng lại say xỉn như bố con mất thôi. Hôm nay chúng mới mở mắt ra. Dạ, bác con cũng có ở đây thì hay biết mấy nhỉ. Chúng sẽ tức chết đi được. Con coi lá thơ này cho mẹ. Thơ của bác Doan. Không, không đời nào. Mẹ sẽ không để thế. Họ không được quyền làm thế này. Khỉ thật. Họ tống mất về nhà. Họ không muốn nhận con vì con là một thằng ngốc. Họ nói từ ngày đầu tiên con tới đó, con đã không ngừng gây rắc rối. Thế con đã làm gì trên đó? Hãy nói mẹ nghe. Nói đi. Con đã đánh vỡ một bức tượng. Chỉ vỡ một bức tượng nhỏ mà họ tống cổ con về thế này à? Tượng đó đâu phải nhỏ, tượng đó còn lớn hơn mẹ nó đấy. Và nó đã 200 tuổi. 200 tuổi. Một món đồ cổ. Và vì nó mà họ bắt con thay đổi cuộc sống hả? Cứ để đấy cho mẹ xem. Đừng có thấy mẹ quá con côi mà bắt nạt nhé. Nào xuống đi. Nhờ thầy làm ơn nói dùm với cha Gabriel là có em gái của cha tới thăm. Đáng ra chồng mình thánh. Tới nơi rồi đấy. Mẹ ơi, nhà dòng đang hát kinh chiều Phạm Thánh đấy mẹ ạ. Nào đi. Doan. Doan. Đây, anh làm thế này mà được à? Các thầy đang chồng mình thánh, ta ra ngoài nói chuyện. Không, phải nói ngay đi. Giuse, ngoài chú ra còn ai rõ con mình bằng một bà mẹ? Giuse, lại đây. Con trai của em, cháu của anh, cùng thịt máu với anh mà anh đã làm gì cho nó vậy? Nó đã phạm những tội gì ở trên đời này? Cướp của, giết người, ngoại tình. Sao anh lại đuổi nó ra khỏi nhà dòng? Anh nghĩ mình là ai đây? Là giáo hoàng chắc. Anh em khúc ruột trên ruột dưới. Con trai tôi nó hiền như bột ấy. Thế còn anh thì sao Joan? Chỉ vài ngày nữa là tới sinh nhật thứ 18 của nó rồi. Anh là bên trên tu viện đấy. Thế mà lại không nâng đỡ được cho thằng cháu ruột à? Xin cha đừng quên rằng cha với nó cũng là... Thôi đi, đây là nhà nguyện mà. Thế cha không biết chú xe cháu cha là loại người nào à? Có gì vào văn phòng của anh nói. Hãy ở lại đây cầu nguyện với các thầy kia nhé.
anh tới hồi nào vậy? Tôi vừa tới. Không được như hồi tôi còn chịu trách nhiệm. Coi anh đẹp thật đấy. Thật à? Chẳng khác gì một ông cha dòng. Thật không? Thế à? Thế còn cái biếu đằng sau thì sao? Ồ, không sao đâu. Công việc ở trong bếp như thế nào? Anh nhìn thì biết. Tay tôi không còn chai nữa. Móng tay tôi lúc nào cũng sạch. Đồ ăn thì tuyệt vời không chê được. Tôi mừng cho anh đấy. Này, anh ghen với tôi thì có. Vì tôi lấy mất việc của anh không? Anh lầm rồi. Nơi đây tôi sung sướng như ở nhà mình. Đây là mái ấm của tôi. Mái ấm à? Cái chuồng heo này. Anh lại tăng rồi đấy. Anh có biết ngày mai ai sẽ tới đây không? Không. Phó bề trên tổng quyền dòng Francisco, giám mục Duchesne, tới kinh lý thường niên. Thật à? Anh biết thế có nghĩa là gì không? Có nghĩa là tốt hơn anh nên dọn sạch chuồng bò này đi. Nếu không anh sẽ bị đuổi đấy. Và lần này mẹ anh có tới cũng chẳng ăn thua gì đâu. Ô, bây giờ tôi bận quá. Để tôi sẽ thức đêm dọn vậy. Muộn quá rồi. Không cách chi dọn kịp nữa đâu. Không cách chi. Nó quá dơ bẩn. Có nhiều người cũng chẳng dọn kịp nữa. Thôi chết tôi rồi. Giúp tôi với, tôi không muốn bị đuổi thêm một lần nữa đâu. Giúp tôi với. Tôi phải ráng đây. Cái gì nằm dưới đất thế này? Một cái yên ngựa. Nó phải được treo lên trên tường chứ. Ra đi. Cút ra ngoài đi. Cút đi. Cút ra ngoài đi. Cút mau đi. Cút. Cút. Xin tha cho con. Xin tha cho con, lạy Chúa, lẽ ra con không nên làm thế. Nho ngon nhất nước Ý đây. Chính tay chúng con đã gây giống lên đấy. Năm nay là năm chúng con được mùa nhất đấy. Anh em bên Sicily cũng có loại giống tuyệt lắm. Xin nước cha vào thăm vườn chanh của chúng con. Tôi lại muốn thăm chuồng bò kìa. Xin nước cha chưa thăm các luống dâu. Không, còn vườn rau nữa ạ. Thôi để sau đi. Hầm lép rượu nữa. Đưa tôi đi tới chuồng bò đi. Dạ, xin mời đức cha đi lối này. Thật lòng mà nói tôi thấy nó không được sạch mấy. Ai chịu trách nhiệm ở đây? Dạ thầy Giuse, cháu của con. Ai ngáy vậy? Dạ là một con heo đấy thưa đức cha. Phải phải, đúng rồi đúng rồi. Thế chân của ai đấy? Dạ xin cho phép con thưa đức cha. Thức dậy! Thức dậy! Thế này nghĩa là thế nào, Giuse? Sao? Không. Cho tôi xem đi. Thưa đức cha, chúng nó bị đẻ muộn. Còn mẹ nó bị đau hoài, yếu lắm. Có ai trong anh em có 100 con chiên, mất một con, mà lại không bỏ 99 con kia trong nhà để đi tìm con chiên lạc, và cho khi tìm lại được? Thánh Luca đấy.
Thánh Luca. Phải, đây là loại người chúng ta cần trong hội dòng này. Môn đệ trung thực của Thánh Francisco. Tốt lắm con ạ. Đây phải là bài học cho tất cả chúng ta. Đừng quên điều nòng cốt trong tinh thần của chúng ta. Tôi thấy thầy Giuse quá bận ở đây. Chúng ta cùng giúp thầy dọn chuồng đi. Tôi rất thích cách thầy ấy chăm sóc đàn vật. Khi còn trẻ ở Busi, nhà tôi nghèo, chúng tôi có một nông trại rất nhỏ. Trong đó có một con bò đực, một con bò cái, vài con dê, vài con vịt. Nếu chúng ta chấp nhận những luận cứ của Descartes về tính ưu việt của Đức Chúa Cha, thì chúng ta phải tự hỏi liệu việc ngôi hai được Chúa Cha tôn vinh có là bằng chứng cho sự đồng bản tính nơi ba ngôi cực thánh hay không? Và chúng ta phải tiếp tục nêu vấn nạn về sự bình đẳng của ngôi ba Chúa Thánh Thần để trả lời phần nào cho những nghịch lý liên quan đến mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Chúng ta hãy trích lời giám mục Hippo, Thánh Augustino. Ngài đã viết: thật ra chúng ta cần ý thức rằng đã có kẻ lầm tưởng là ngôi ba Chúa Thánh Thần còn hơn cả hai ngôi kia, bởi vì người tôn vinh ngôi hai là đấng được Chúa Cha tôn vinh, trong khi chẳng thấy nơi nào nói là người hoặc được Chúa Cha hoặc Chúa Con tôn vinh. Beautiful. Hay quá, du dương thật, Giuse. Hồi còn ở Calibra, cha rất hay hát bài này nhịp chậm hơn con một chút. Ở đây thoải mái thật đấy nhỉ? Cha ngồi chơi với con được chứ? Dạ được. Ô mà không, đừng khách sáo. Rồi đó, cảm ơn con. Ngồi xuống đi. Cho cha ăn hạt rẻ với. Coi chừng nóng đấy thưa Đức Cha. Mấy con chiên làm sao rồi? À, chúng đang ngủ. Con mới đặt tên cho chúng. Một con tên là Girolamo, còn con kia tên là Bartolomeo. Đêm đẹp quá. Ngắm các vì sao đi kìa. Đức Cha có bao giờ để ý không? Càng nhìn lâu càng thấy nhiều vì sao xuất hiện. Phải. Cha cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Thầy Orlando chắc chắn biết đường giải thích đấy. Vâng, thầy Orlando biết hết mọi cái. Đúng. Cha vừa nghe thầy ấy trình bày về Chúa Ba Ngôi. Nghe rồi cha lại thấy khó hiểu hơn trước. Lúc nào cha cũng thấy khó hiểu về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đấy. Này Giuse, thực sự cha thấy những điều mình tin lại là những cái rất khó hiểu. Còn con thì sao? Con có hay thắc mắc không? Không. Có ba ngôi trong một Chúa. Cha, Con và Thánh Thần, ba ngôi trong một. Một đứa trẻ thì biết như thế thì được. Chẳng lẽ một giám mục thì lại không khá hơn như thế à? Cha là một nông dân Giuse, cũng giống như con. Cha là người thực tế, nên cha chỉ hiểu những gì mình cảm nghiệm được, chứ không phải là những gì mình nhìn thấy. Đây, một cái mền. Và một, hai, ba nếp gấp trong cùng một cái mền, ba ngôi trong cùng một Chúa, đó là Chúa Ba Ngôi.
Ồ, thông minh thật, Giuse, rõ ràng là thông minh. Nào, mình ngồi nói chuyện thêm đi. Con có lạnh không? Ồ, không, 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 cảm ơn. Con biết không? Hình như mình càng học nhiều thì mình lại càng hiểu ít. Bởi vì hồi còn trẻ như con, cha thấy mọi cái thật là rõ ràng, thật là giản dị. Thế nhưng bây giờ, những cái mình hiểu thật rõ ràng trong trí não và trong tâm hồn lại khó diễn tả ra ngoài biết bao. Ý chí tự do nơi Chúa Ba Ngôi, căn nguyên đệ nhất. Có lẽ con có thể giúp cha được đấy. Thật có thật không cơ? Có lẽ hơn bất cứ ai hết. Cha ở đây. Thế cha ở đây có phiền gì không? Dạ không, không. Vậy thì con phải đưa thêm hạt dẻ cho cha ăn đi và mình nói chuyện thêm đi. Một đêm nọ, khi bố mẹ con ngủ, con đã lấy chai rượu của bố con, đưa rơm lại dụi cho nó ăn. Thế nó có xỉn không? Nó có thích nhậu không? Không, tiếc quá. Con Nino nhà con nó lại không thích nhậu. Chết thật thôi, cha phải về phòng trước khi cha Raspi tới tìm cha. Này Giuse, cha chẳng muốn giấu giếm gì con. Lâu lắm rồi cha chẳng qua một đêm nào lý thú như đêm này đấy. Con cũng thấy y như thế đấy. Con chỉ sợ là con nói quá nhiều thôi. Cha cũng ngang ngửa với con, giống như hai bà già nói chuyện ở trong bếp. Vâng, thế nhưng còn có chuyện này. Con có bao giờ nghĩ tới trở thành linh mục chưa, Giuse? Không. Con chưa biết đọc, biết viết mà. Viết với đọc thì thằng điên nào cũng làm được. Nhưng chỉ có những ai được tuyển chọn mới được ơn gọi. Ơn gọi là do Chúa. Con suy nghĩ thêm nhé. Cảm ơn con đã cho cha ăn rẻ. Cảm ơn. Tôi chắc chắn là bề trên tổng quyền sẽ rất hài lòng với những gì tôi sẽ báo cáo về cộng đoàn Martina này. Xin Chúa chúc lành cho Đức Cha. Thầy Orlando đâu rồi? Dạ, con đây. Cha xin có lời chúc mừng về bài phân tích sâu sắc của con về Chúa Ba Ngôi. Tôi còn xin cảm ơn Đức Cha. Nếu Đức Cha cho phép, con sẽ gửi tới Đức Cha và bề trên tổng quyền luận án của con về việc giải thích mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ôi, chắc chắn là cha sẽ rất thích. Và bây giờ thầy Orlando, cha muốn con giúp cha một việc riêng này. Con rất hân hạnh thưa Đức Cha. Con biết thầy Giuse chứ? À, ông thầy coi bò. Đúng là một thanh niên rất thông minh. Đức Cha muốn con làm gì? Hãy kèm cho thầy ấy. Dạy kèm cho thầy ấy à? Để làm gì? Làm linh mục. Nhưng thưa giám, Đức Giám Mục, con không nghĩ là... Thì thôi đừng nghĩ nữa. Cứ làm theo lệnh của tôi. Phải cho Giuse một cơ hội, phải tạo cho anh ta. Và cha giao trách nhiệm đó cho con. Thôi chào tất cả anh em nhé. Anh đọc thuộc lòng chương 14 thơ thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Nào có ai trong anh em có 100 con chiên lạc bất... Không, anh lại đọc Luca rồi tôi nói Corinto. Phúc âm đâu phải là chỉ có mỗi thánh Luca. Nhưng mà tôi chỉ có biết thế thôi. Như thế thì không đủ, anh phải biết toàn bộ kinh thánh. Rồi, anh đọc lại chương 14 thơ thứ nhất gửi tín hữu Corinto đi.
Sơ-an, câu 14, chương 5. Nào có ai trong anh em có 100 con chiên, lạc bất một con mà lại không bỏ 99? Không! Không, 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 không! Đừng đọc lại Luca nữa, nghe chưa? Tôi nói Gioan, Gioan, Gioan! Gioan, nếu có ai trong nhà phái rồi là Gioan, anh làm gì mà ngu ngốc? Rốt nát! Tuyệt vọng thật là đúng mất thì giờ! Tôi đã làm tất cả những gì con người có thể làm được, ngay cả bỏ bài vở của mình nữa. Tôi cũng phải dọn thi chứ! Không phải dễ có đúng không, Giuse? Tội cho thầy Orlando quá. Ta nước à? Có gì là khó đâu. Khó thì không khó, nhưng mà vừa vào tay này lại ra tay kia liền. Thầy có biết không, Giuse? Đây chỉ là cuộc